Đây là con chim mà mình sẽ test thái độ nó trước khi gửi cho ông anh ở An Giang nha anh em. Con chim này bữa hổm bữa nổi mà nổi gừng nè. Thì ông anh này chốt đâu hồi lối 20 tháng 12 lận anh em. Mà lúc đó mình vô mình bận làm không gửi, tới nay mình mới gửi được nha anh em. Chứ chưa mình sẽ đi gửi. Từ bộ nổi tới mồi là trước khi mình đi gửi mình sẽ test thái độ trước khi gửi nha anh em, để tránh trường hợp sau này nó chim bể chim ấy này khi mình gửi ha, clip cũ nha. Đây là clip chân thật nè anh em, tránh trường hợp anh em nói mình gửi clip cũ rồi quay lúc chim mùa xuân tới gửi là chim hư chim bể nha anh em, tránh trường hợp đó. Đây chim gắt chơi gắt lâu ghê, còn chơi tốt. Chim này về treo ra cây là mau lại mau lấy lửa lại lắm nè. Nó con này nó khoái ngoài hơn anh trong nhà anh em ơi. Ngoài chơi ghê lắm. Rồi, anh em nào cần bổi bẫy đấu hoặc là bổi nổi mồi đó cứ alo em ha. Rồi, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em.